Ok, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình hướng dẫn anh em nhận thẻ cào Viettel 50k và thẻ cào Mobifone 50k trong vòng một ngày. Tất cả anh em thì đầu tiên anh em click cái phần link mô tả mình và tải về một cái app tên là C98. Thì anh em đăng ký, mình hướng dẫn anh em nhận điểm nha. Đầu tiên anh em tải về và đăng ký xong thì anh em vào cái một giấy của mình nè. Một anh em vào một kiếm thưởng nè. Rồi anh em chỉ việc là check in trong vòng 7 ngày là anh em nhận được 50k nữa anh em. Anh em liên kết với Telegram mà, rồi liên kết với mail này nọ là anh em liên kết xong cái này là anh em đổi tiền luôn nha anh em, đổi được 50k luôn. Anh em không muốn đổi 50k thì ơi anh em không muốn đổi cái này thì anh em qua bên đổi nhiều phần quà khác nha anh em. Để em qua coi thử cho tất cả anh em. Rồi, phần quà thì có đồng hồ nè. Đồng Bitcoin mã vàng nè, thẻ cào nè, rồi tùm lum hết trơn, bia rượu gì nữa nè, nước ngọt, nước hoa, bàn di chuột tùm lum hết trơn, cái này rất là nhiều phần quà, ly sứ nữa nè, áo mưa nữa nè, ví da thì 50 đồng C98. Ồ rất ngon anh em, thẻ USB nữa nè. Rồi sau khi anh em đăng ký xong anh em chưa có giấy, anh em tạo một cái giấy mới anh em. Anh em bấm vào một tạo giấy mới tự động nó tạo là xong. Anh em có thể nhận được cái đồng coin của nó nè. Đồng coin C98 của nó là giá trị là 0.1 là 0.5 đô. Này nè anh em. Thì lưu trữ đi cái đồng này nó lên sàn anh em bán được anh em. Rồi, thì đăng ký thì anh em đăng ký chọn cho nước Việt Nam. Đăng ký số điện thoại và nhập mã giới thiệu của mình, thì mã giới thiệu của để phần link mô tả luôn đó, rồi anh em đăng ký và đăng ký một cái tên và một cái họ, xác nhận mật khẩu và xác nhận mật khẩu rồi ok, rồi anh em bấm vào nút tạo giấy mới là hoàn thành anh em, lại ra giao diện gì nè. Thì mọi thắc mắc gì anh em không hiểu thì cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả anh em ha. Vậy bye và chào tạm biệt tất cả anh em ha. Ok.